Cô nói tiếp bài hôm trước nhé. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm những thứ sau. Thứ nhất là xóa này, sửa này và tìm kiếm đi. Thôi dễ nhất là xóa, mình làm trước phần xóa này nhé. Xóa này. Thế thì đầu tiên ấy, mình sẽ phải nhập vào mã cần xóa này. Mã này bằng, xong mình tìm xem nó có không cái phương thức mà trả về vị trí này, hay gọi cái tìm vị trí, tìm đúng không? Tìm vị trí, trả về tìm vị trí. Tức là nếu như mà không tìm thấy thì không xóa được ấy. Đây. Nếu không tìm thấy, tức là VT sẽ bằng trừ 1 là không tìm thấy. Đấy, thì mình bảo là không tìm thấy mã cần xóa, ví dụ thế. Còn nếu như tìm thấy thì mình xóa đi. Vậy thì mình sẽ viết ra cái đối tượng xóa. Nó có hai cái phương thức ấy. Để viết ra cái đối tượng xóa này, đối tượng cần xóa, quên mất, tài liệu xóa này. Đây, mình viết ra cái tài liệu đấy. Tài liệu đấy là list này, remove, remove cái vị trí ấy. Tài liệu cần xóa này. Bây giờ là xóa thành công. Đấy, là xóa. Bây giờ đến sửa. Sửa. Sửa thì nó khá giống cái trên này. Đây, nó cũng thế này đi. Công C. Sửa. Công V. Nhập vào mã cần sửa. Không tìm thấy mã cần sửa. Thế này là đã tìm thấy cái đấy cần sửa này. Như bài hôm trước cô có dạy em rồi ấy, là có hai cách. Thì cô làm cách một. Cách một là lấy nó ra. Đấy. Lấy cái đối tượng mà mình cần sửa ra. Get. Đây. Thế rồi mình sửa. Ở đây nó có hai cái đối tượng cần sửa. Có hai cái đối tượng khác nhau, tức là sách và báo. Vậy thì nó có phần chung là phần tài liệu. Mình cứ sửa cái phần chung đấy trước. Đây này. Sửa phần chung này. Đấy, sửa phần chung. Thế thì mình sẽ phải nhập vào những cái phần chung cần sửa. Tên nhà xuất bản này, số bản phát hành. Đấy. Cái này khá giống trên. Thế mình có thể copy mà. Copy nó giống cái phần nhập này. Nó sẽ nhập vào tên nhà xuất bản này. Nó sẽ nhập vào số bản phát hành này, chỗ này, câu C này. Đấy, là phần chung. Đây, phần chung này. Công về ở đây. Đây là số bản phát hành về khai ở ngoài để mình còn sửa mà. Integer số phát hành. Đây, số phát hành này cần sửa này. Đây. Ok.
Đây là cái phần chung. Là hai cái đều có nhà xuất bản này, đây nhà xuất bản này, số phát hành là phần chung. Bây giờ đến phần riêng. Phần riêng ấy là nếu như mà cái tây này này mà nó là sách, mình thì mình sửa sách này. Chỗ này là sửa sách. Vậy cái phần khác nhau của sửa sách ấy. Đây. Sách này. Sách đâu nhỉ? Sách ở đây. Sách thì nó sẽ có chỗ này. Đây nó có chỗ này. Công C nhé. Sửa sách đây. Công V. À, chỗ này mình ấy á, mình sửa. Đây này. Sửa này. Tức là T này, set. Đầu tiên là set nhà xuất bản này. Set nhà xuất bản chứ. Nhầm à? Set tên nhà xuất bản đúng rồi. T chấm set số bản này. Đấy, sửa hai cái này. Bây giờ đến sửa sách này. Sửa sách nhá. Thì có tên sách này. Đây à, tên sách này. Tên tác giả này. Số trang này. Số trang này. Xong bây giờ mình mới sửa. T chấm set set tên sách này. T chấm set tên tác giả này. Rồi T chấm set set số trang này. Đấy, có ba cái nhỉ. Tên tác giả, số trang. Đấy, đấy là sách. Thôi if được. Tức là nếu mà nó là báo này. Đấy, thì mình sẽ sửa báo. Đây. Báo, báo. Đây, báo đây. Báo thì có chỗ này. Là nhập báo này. C. Công B. À, có cái ngày này nữa này. Nếu mà là báo. Mình chưa khai cái ngày này. À, còn có cái biểu thức quy tắc. Quỳnh. Tức là nó có định dạng. Đáng lẽ comp luôn cái chỗ này nó xong. Công C. Công về. Nếu như là báo thì sửa báo. Tức là T set này. Set đây là set ngày. Set ngày. Set ngày. Nếu mà nó không hiện ra như thế này ấy, thì mình phải ép cho nó thành báo. Xong rồi cả cái này mình set ngày, ngày không? À, cô hiểu rồi, hình như cô chưa có cái get set thế này, đúng rồi, chưa get set thế nào nó không ra. Insert code này, get set cho cái thuộc tính này này, chưa 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 get set thần nào nó không ra. À, bây giờ ấy lại nhé, t chấm set đầy đầy mà đấy, xem lại đâu đâu nhỉ, bắt đầu eo đâu eo này đấy, đây đây là sửa thành công. Đấy, là sửa nhé. Bây giờ đến tìm kiếm này. Đấy, sửa ở đây thì nó chỉ có thể sửa sách và sửa báo mà. Đấy thì mình phải phân ra. Nếu mà sửa thì là sửa phần chung rồi nhá.
cái phần đầu đầu ấy là sửa những phần chung này. Đây, sửa những phần chung. Sửa chung cái thuộc tính nhé. Đây là sửa xong phần chung này. Đây, đây là sửa sách này. Nếu mà nó là sách thì mình sửa sách. Còn đây là sửa báo này. Sửa báo thì nó thêm là cái ngày. Đấy, sửa thành công. Bây giờ đến tìm kiếm. Tìm theo tên sách. Đấy, tìm theo tên sách thì mình sẽ nhập vào đây, nhập tên cần tìm này. Đấy, theo tên sách mà. Nhập tên cần tìm. Cái tên ấy thì nó là sâu rồi. Tìm theo tên sách à, vậy thì mình chỉ có tìm sách thôi. Tức là đầu tiên mình phải lấy ra sách đã. Đấy. Sách. Đấy, giả sử là sách đi. Bằng new playlist. Xong mình for cái trên. For cái tài liệu này. Nếu mà nó là sách, tức là instance of là sách thì mình về ép nó vào cái sách này thôi. Thế bây giờ mình sách mình phải ép cho nó thành sách. Vì cái này là tài liệu. Đấy, mình ép cho nó thành sách để cho nó vào đây. Bây giờ mình tìm trên cái sách này. Tức là mình for sách này y cái sách này nếu này nếu như y chấm get tên sách này. Mà nếu như mà mình sẽ không phân biệt chữ tượng thường chữ hoa đi, tức là tu nó thành lower case hết đi. Mà index of mà tìm thấy đấy. Tìm thấy được cái tên này mà cũng tu lower case đi. Như thế này là mình tìm được. À không phải. Cái này là lớn hơn bằng không là tìm thấy index of mà. Đấy, thì mình viết nó ra. Đấy. Viết nó ra, viết cái y này ra này. Đấy, mình có thể viết ra được cái tổng tổng số mình tìm được đấy. Đây, ví dụ k cộng cộng này. Đấy, tới cuối này thì mình đưa được cái tổng sách tìm thấy này. Đây, tổng này. Tìm thấy này. Cộng với cái k đấy đi. Đấy. Íp này. Nếu mà k mà bằng 0. Thế này là L nhé. L tức là không bằng 0. Còn đây bằng 0. Có nghĩa là không tìm thấy cuốn nào. Nó phải khác 0 cơ. Vì ban đầu cho bằng 0 mà thì là nó mới tìm thấy. Đây, tìm thấy từng này cuốn. Tìm báo này từ năm đến năm. Đây là tìm báo nhé. Tìm báo tức là mình sẽ lấy ra cái danh sách báo này. Cũng nhập vào cái này cũng có cái này ấy đi công c đi. Công p này cái này mình sẽ lấy ra báo chứ không phải lấy ra sách. Tài liệu này instance of báo. Đấy, mình add cho nó thành là gì? Báo. Đấy. Nhập mà từ năm. Nhập từ năm này.
này có khi phải try test nhỉ. Nhập từ 5 này là 5. 5 thì là integer rồi. Giả sử 5 1 đi, từ 5 mà. Đây là integer. Integer phạt này. Phạt cái này ra. Đến 5. Công C này. Công V từ 5 đến 5. Đến 5 cái này là 5 2 này. À đến 5. Cái này đây. Phạt này. Format lại cho nó ngay ngắn này. Tức là nhập vào từ 5 đến 5. Đấy, bây giờ mình sẽ for. Tất nhiên là for báo rồi. For cái đây để làm báo. Đây để là báo. Đấy. Từ 5 báo này. Nếu này y chấm get 5 mà lớn hơn bằng là 5 1 và y chấm get 5 mà bé hơn bằng 5 2 thì mình viết ra cái báo đấy, tất nhiên là k cộng lên. Nếu này k mà bằng 0, tức là không tìm thấy đấy, thì không tìm thấy, không tìm thấy L này thì khi đã tổng nhỉ, tổng báo cộng với k. Ok. Bây giờ sẽ thêm sửa xóa nhỉ. Menu à. Cho thêm 4 cái nữa đi. Công C này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Cái này là 6 này. Xóa đi. Cái này là 7 này. Sửa đi. Cái này là 8. Tìm theo tên sách. 9 là tìm báo từ 5 đến 5. Sáu bảy tám chín nhé. 6 7 8 9. Công C này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đây là 6, cái này là xóa, cái này là 7, cái này là sửa. Cái này là 8. Tìm theo tên sách. Cái này là 9. Tìm theo từ 5 đến 5. Chạy nhé. Đọc từ file ra này, 5 này. Bây giờ hiển thị xem nó có bao nhiêu cuốn. Wow. Có một quyển sách à? Bây giờ nhập thêm một quyển sách nữa đi, một nhá. B
cái gì đấy này. Nhà xuất bản ở kia có nhà xuất bản giáo dục rồi. Bây giờ nhà xuất bản Petit đi. Số bản phát hành 200 đi. Tên sách ví dụ như là lập trình hướng đối, viết hẳn là đi, lập trình hướng đối tượng đi. Tác giả như là Nguyễn Mạnh Sơn đi. Số trang là 230 đi. Lại 3 nhé. Bây giờ có hai quyển sách này. Bây giờ nhập thêm một cái báo đi. Mã như là Bây, nhà xuất bản khoa học đi. Số bản này. Ngày phát hành, ví dụ ngày 10 tháng 10 2022 đi. Bây giờ nhập lại này. Bây giờ có thêm một báo nữa rồi. Bây giờ nhập thêm một báo nữa nhé. Được rồi, mình sẽ tìm theo tên sách này. Tìm theo từ năm đến năm. Ôi, phải thêm một cái năm nữa để từ năm đến năm nhé. Mã nhé, và sử như A này, 111 này. Bây giờ tên nhà xuất bản là nhà xuất bản sự thật đi. Số bản này. Ngày phát hành bây giờ cho ngày mùng 1 tháng 2 năm 1 năm 2000 đi này. Đấy, bây giờ thêm một năm nữa nhé để tí tìm nó dễ này. Ấn thêm 2 này. Nhà xuất bản như ở dạng kim đồng đi nhỉ. Kim đồng này, số bản là 240 đi. Ngày phát hành bây giờ một cái ngày mùng 2 tháng 5 năm 2016 đi. Ấn 3 đi. Đấy, bây giờ nó có hai, có ba tờ báo rồi nhá. Đây có ba tờ báo này. Năm này với cả năm này. Bây giờ cô lưu vào cái cho chắc ăn nhá. Ấn 4 để lưu này. Bây giờ đến đoạn là sửa đi nhỉ. Đấy nhá. Cô sửa, ấn sửa này, ấn sửa 7. Đấy. Dụ nhập mã cần sửa, nhập một cái mã nào đấy để không tìm thấy mã cần sửa này. Bây giờ sửa, ví dụ mình sửa sửa cái này đi, sửa cái A11 này đi. Công C ra sửa báo nhé. Đấy, ấn 7. Đây sửa báo này. Đấy. Tên nhà xuất bản thì ví dụ cái tờ báo này là sự thật. Bây giờ mình sửa thành báo giáo dục đi. Số phát hành ở đây ấy, số phát hành là 210 nhá. Bây giờ mình cho 400 đi. Ngày phát hành hiện giờ nó đang là ngày 1 tháng 2 năm 2000, cho 2002 đi. Ngày mùng 2 tháng 5 2002 đi. Đó, bây giờ mình ấn lại 3. Đấy đây, nó đây này, bằng giáo dục này, đây, 400 này, đấy sửa. Bây giờ mình sửa một cái này đi. Sửa một quyển sách này. Công C này. Ấn 7. Công V đi. Sửa quyển sách đi. Nhà xuất bản ở cái quyển này, hiện giờ nhà xuất bản đang là giáo dục. Thì mình đổi thành nhà xuất bản khoa học đi. Số bản phát hành mình để mấy con 9 đi, 1, 2, 3 đi cho nó hơi hơi lạ đi. Tên sách bây giờ mình để là 5 tháng đẹp đi. 5 tháng đẹp đi. Tên tác giả là Kiều Loan đi. Số trang 3 con 4 con 9 đi. Giờ mình ấn lại 3 này. Đây, Kiều Loan này. Hà Nội là cái gì nhỉ? Hà Nội là cái gì nhỉ? Mình có ấn cái gì Hà Nội không? Hà Nội. Hà Nội. Kiều Loan. 5 tháng đẹp. À, cái giờ lúc ấy mình còn sai. Tí mình sửa lại nhé. Nó sai tên.
ra tên nó không đổi này. Đấy. Tên nó bị không đổi. Đấy, đây đây mà cái này nó cũng bị không đổi này. Được rồi. Bây giờ mình tiếp này, tìm ra tên sách. Sách ở đây có hai cuốn thôi. Một cuốn là Hà Nội, một cuốn là Lập Trình. Đây, mình tìm theo tên sách. À, mình tìm chữ Hà đi. À, thì nó ra mỗi quyển Hà Nội thôi. Nhưng mà mình tìm thấy Lập Trình này. Đây, mình ấn tìm ra tên sách 8 nhé. Mình, à không, có hai cuốn sách mà. Lập đi. À, thì Lập Trình thôi. Nó không tìm báo, nó tìm sách thôi. Bây giờ ấn lại 3 nhé. Bây giờ mình sẽ tìm từ 5 đến 5. Từ 5 này. Từ 5 đây nhá. Bây giờ có 5, 02, 16. Và cái này. Giả sử mình đã tìm từ năm 2010 đến năm 2022 nhé. Ấn 9 này. 9 này. Từ 5 là 2010 này. 2010 này. Đến 2022 này. Vậy nó chỉ ra đây thôi. Mình cho một cái năm mà nó không có này. 9 này. Năm không có là 1990 đi. Đến là 1998 đi. Đấy, thì nó bảo là không tìm thấy. Bây giờ đến xóa đây nhé. Bây giờ phải lưu vào cái rồi tí xóa sau nhé. Ấn 4 này. Đấy, bây giờ ấn lại 3 này. Đây này. Vào đây này. Bây giờ xóa xóa cái kim đồng này đi nhá. À, xóa cái A11 để cho dễ nhớ này. Ấn 6 này. A123. Đấy. Bây giờ ấn lại 3 này. Đấy, thì nó xóa đi rồi. Bây giờ cô không lưu lại. Thế cái việc xóa của mình nó không thành công. Cô xem lại cái tên sách ấy nhá. Cái tên sách nó bị nhầm đấy. Cái chỗ tên sách này. Cái chỗ sửa này. Sửa này. Sửa đây, sửa nhá. Sửa là tên nhà xuất bản. Được rồi. Tên nhà xuất sách, tên nhà xuất bản được rồi. Bây giờ tên sách này. Sách cái tên sách rồi nhỉ. À, ôi sao lại ghét. Xét cơ mà. Thế nào nó phải đây phải xét. Xét cái gì? Cái tên sách chứ, thằng nào nó không sửa cái tên sách là phải. Đáng lẽ xét cái tên sách mình lại đi ghét cái tên sách sai. Thế nhá. Đấy. Cô đã hướng dẫn bọn em là gì nhỉ? Xóa, sửa và tìm kiếm. Cô dừng bài học ở đây nhé.